Ngày 4 tháng 8, trên chuyến bay của Vietjet từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng lộn xộn do hành khách muốn rời máy bay vì phải chờ đợi quá lâu. Có thông tin cho rằng phi công của Vietjet đã xô xát với khách. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đã bác bỏ thông tin này. Cục Hàng không cho biết tình trạng lộn xộn gây rối trên tàu bay từ phía hành khách gồm cả hành vi kích động của một số người. Sự việc xảy ra trên chuyến bay VG197 khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 1 giờ sáng ngày 4 tháng 8. Khi hành khách đã lên máy bay, nhân viên phát hiện hệ thống điều hòa bị hỏng. Tiếp viên trưởng đã thông báo sự việc và yêu cầu hành khách ngồi tại chỗ trong khoang chờ đổi máy bay. Khoảng 40 phút sau, một số khách yêu cầu được ra khỏi máy bay vì cho rằng không khí ngột ngạt. Sau đó, một hành khách nam đã rời khỏi chỗ và đi đến khu vực bếp phía trước máy bay và lớn tiếng với tiếp viên trưởng. Một hành khách tình cờ cũng là một phi công với kinh nghiệm và hiểu biết về quy định an toàn bay đã trấn an và đề nghị hành khách bình tĩnh. Nhưng hành khách nam tiếp tục lớn tiếng với ông. Sau đó, một số đông hành khách cũng không tuân thủ theo hướng dẫn của tiếp viên đã tiến lên khu vực bếp ở phía trước để ra khỏi máy bay và xô ngã tiếp viên trưởng. Cục Hàng không đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra rõ sự việc.